Chào anh em nhá. Anh em dạo này khỏe không? Còn đi làm ở công ty cũ nhở? Còn đi sớm về khuya nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ nhở? Đồng nghiệp của anh em thế nào? Trong gang mày có chào hỏi nhau nhở? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau nhở? Sếp anh em thế nào? Dễ tính hay thường gắt gọc? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mọc nhở? Được rồi. Đấy, đại khái là mình hỏi anh em dạo này nào. Còn mình thì dạo này mình được gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên TV nhở? Gặp anh em hoa hậu, em có xưng tụng MTP nhở? Thôi, không đùa, nghiêm túc nhá, nghiêm túc đấy. Khi nghiêm túc rồi thì mình muốn nói chuyện với anh em một chuyện nghiêm túc. Đấy chính là mình sắp công dự án cuối cùng trên YouTube. Và đây là lúc cái dự án này bắt đầu từ video ngày hôm nay. Từ 1 đến 2 tuần trên kênh của mình vào mỗi 20 giờ tối thứ bảy sẽ có một video về một series mới đấy. Và đây cũng là series cuối cùng của Friendzone trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới. Vì vậy là các bạn hãy đón xem. Vậy series đó là gì? Các bạn đều biết rồi. Thì mình có cái lan tỏa một cái biểu mẫu. Và để hỏi các bạn xem câu hỏi nào mà các bạn thắc mắc nhất từ trước đến giờ. Thì mình đã nhận được hơn 150 câu hỏi mà từ hơn 150 bạn, tức là như thế là một số lượng câu hỏi thực sự lớn. Như vậy là mình có thể tiếp cận hơn một chuyện. Mình không ngờ là các bạn đã gửi nhiều câu hỏi thì có những câu hỏi cực kỳ là tâm huyết, có những câu hỏi rất hay từ đủ mọi lĩnh vực. Và mình rất cảm ơn các bạn về điều ấy. Thật sự là lúc mình đọc câu hỏi thì mình cảm thấy rất là hứng thú ấy. Vì các bạn hỏi những thứ rất là tri thức, đủ mọi kiến thức ở trên cái xã hội đấy. Thì để nói qua về series này thì sau khi đọc hết câu hỏi và lọc câu hỏi thì mình sẽ chia câu hỏi ra làm hai loại đấy. Loại thứ nhất là loại câu hỏi về kiến thức và khoa học thì nó sẽ được trả lời vào những tập lẻ đấy. Ví dụ như tập 1, tập 3, tập 5 đấy, số lẻ đấy. Thì những khi nào các bạn thấy một tập lẻ được chứng tỏ trong video sẽ có những câu hỏi về kiến thức, về khoa học, về tri thức, nói chung là về trí tuệ kiến thức đấy, thì mình và Hoa Cơ Bảo đấy, người bạn mình sẽ chính là người giải đáp những câu hỏi đấy. Đại khái là mình sẽ phải tìm rất kỹ cả, kể cả có những câu hỏi không thể trả lời được thì chúng mình ít nhất chúng mình cũng phải tìm hiểu tất cả những gì về nó và đưa cho các bạn một câu trả lời cặn kẽ nhất có thể. Và đó chính là những tập lẻ. Còn tập chẵn là gì? Với tập chẵn các bạn sẽ được đón xem Nguyễn Mộ Bạch sẽ giải đáp những câu hỏi về tình cảm này, đời sống này, chung về tình cảm tâm lý này, yêu đương này, trai gái này, người yêu cũ này, bạn thân người yêu cũ này, rồi nói chung là về những cái câu hỏi như thì sẽ được chuyên gia là mình mới trả lời cho các bạn vào những tập chẵn đấy. Thì hôm nay chỉ là tập mở đầu để giới thiệu cho các bạn cái series này. Rất là kính mời các bạn đón xem series này một cách vui vẻ. Các bạn xem này các bạn sẽ được đi không những là những câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp của chúng mình đấy, mà còn các bạn có thể biết được mọi người xung quanh thường người ta nghĩ, người ta suy nghĩ, người ta thắc mắc những điều gì. Đây là điều mà rất hay, mình cũng cảm thấy rất tò mò trước khi làm được mọi là xem được mọi người xung quanh chúng ta thường thắc mắc những điều gì. Và cuối cùng cũng là đương nhiên tập kiến thức để chúng ta biết được mọi lĩnh vực trên đời sống, thêm được rất nhiều lĩnh vực mới mà các bạn chưa từng nghĩ đến. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Thứ bảy tuần sau.